Chú xem giấy giới thiệu chưa? Dạ, em xem rồi ạ. Thấy bảo là cử sếp Hà đi Mường Kim. Đi Mường Kim? Vâng. Thế lên đấy vào đâu nhỉ? Vào làm việc với biên phòng tỉnh. Biên phòng tỉnh à? Mới tuần vừa rồi không học bắt chưa nói. Anh ơi, chuyện kia thế nào rồi? Có họp xét kỷ luật không ạ? Không ăn thua. Lão Hoạch đỡ hết cho chúng nó. Sao lại thế được ạ? Em lên hỏi Lão Hoạch ấy. Lão ấy đang bực mình lắm về cái vụ này đấy. Mà nghe đâu định cho thanh tra vào cuộc tìm ra đứa nào viết đơn, đuổi khỏi ngành luôn. Thế liệu có bị làm sao không anh? Mới có thế mà nó xoắn quẩy lên rồi. Dạ, cũng thấy ghê ghê. Bởi vì mình gửi cả sang bên tỉnh, biết đâu được lại có chuyện gì đó sao? Mày rời bỏ mẹ đi đi. Để cái vụ này chỉ anh với chú biết thôi. Không có lẽ tao bán đúng mày à? Vâng, em cũng liều hết mình vì anh. Mong là không làm sao ạ. Thôi thì yên tâm đi. Bằng chứng đâu nào? Hả? Và tốt nhất là vứt mẹ lại cái chuyện này ra khỏi đầu cho đỡ nặng. Nhiệm vụ của chú bây giờ là phải tìm hiểu xem thằng Triều nó đang ở đâu, làm gì, và dự định tới là nó làm cái gì nhá. Vâng. Hai này. Dạ. Mày có chơi với tổ xe biểu đồ không cần không? Dạ có. Vậy tìm hiểu xem thằng lái xe nào đưa cán bộ đi công tác ở Mường Kim, tỉ tê hỏi nó xem nó biết gì. Vâng, chuyện này hay đấy mà lại không ai biết. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nhẹ bước trên phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai, các bố nhận ngay. Tìm mình trong cơn mưa đau, vẫn ngước mắt dòng đời cuộn trong phong ba, lòng ta